Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Cà Phê Chuyện. Trong video hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm tung tích của Liên Minh Công Lý sau khi nhóm này đã bị thất bại trước quân đoàn Atlantis. Và tất nhiên, với sự cơ trí của Batman và Cyborg thì cuối cùng Liên Minh Công Lý cũng đã tụ họp được với nhau. Tuy nhiên, giờ đây thì Aquaman cùng với Liên Minh Công Lý sẽ phải một lần nữa dồn sức chống lại sức tấn công từ Atlantis và đám Zoetren nếu không muốn trái đất bị rơi vào thảm họa diệt vong. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Cha tôi dành cả đêm để cố cảnh báo cho tàu thuyền về bờ. Thi thoảng, ông gọi tôi dậy để soi đèn cùng ông. Ông có vẻ đang rất sợ một điều gì đó, nhưng ông không bao giờ nói rõ nó là cái gì. Cho đến một đêm, khi cơn bão khủng khiếp nhất mà chúng tôi từng thấy đổ bộ vào vịnh Amnesty, ông nhìn vào tôi và thú nhận: "Ta sợ họ sẽ đến bắt con, Arthur à." Tôi chưa bao giờ thấy được sự sợ hãi nào như thế trong mắt ông. Nhưng giờ, ông không còn ở đây để cảnh báo cho ai nữa rồi. Đã quá muộn để cảnh báo, đã quá muộn rồi. Câu chuyện được mở ra với lời tự sự của Arthur về những ký ức sâu xa của anh về những đêm ngày xưa trên vịnh Amnesty cùng cha anh là Thomas Curry, với khung cảnh cơn bão kinh khủng trong đêm đó. Cùng quay trở lại với cả nhóm Liên Minh Công Lý sau sự thất bại dưới tay của Orm, giờ đã cùng nhau hội tụ cho một kế hoạch khác. Cũng trong thời điểm đó, tất cả mọi người đã nhận ra rằng Vulko chính là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả mọi chuyện. Chính lão mới là kẻ âm mưu nhấn chìm mặt đất, và lão đã giật dây Atlantis để Orm mang quân lên bờ đánh chiếm mặt đất. Cây đinh ba thần của Dead King cũng chính là do Vulko lấy chứ không phải là Orm. Giờ đây, Aquaman cùng Liên Minh Công Lý nhận ra những gì đang xảy ra là vấn đề cực to lớn và nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Bây giờ, Liên Minh Công Lý sẽ phải cùng nhau vừa đẩy lui quân Atlantis, hạ gục Orm, vừa phải đẩy lui đám Tren đang chịu sự điều khiển từ cây đinh ba thần, và cuối cùng là cùng nhau truy bắt Vulko. Cùng đến với cả Boston, điểm nóng của trận chiến giữa hai thế giới. Lúc này, quân đội Atlantis dưới sự chỉ huy của Orm đã mở cùng một cuộc tổng tiến công. Đội viễn binh của Liên Minh Công Lý do Cyborg triệu hồi mà cuối chương hôm trước mình còn nói đang cùng nhau hợp lực đang cố đẩy lui sức tấn công từ đội quân biển cả. Tuy nhiên, cục diện trận chiến chưa hẳn là đang diễn ra như những gì mà chúng ta đang nhìn. Đám Zoetren dưới sự điều khiển của Vulko cũng đang ào lên tấn công tất cả những gì mà chúng thấy. Lũ thủy quái ăn thịt đã rời khỏi lãnh hải của chúng, thưa Đức Vua. Hoàng huynh của ta, hắn khá đã biết cách sử dụng ngoại cảm để điều khiển chúng. Nhưng tất nhiên, chúng sẽ không thể ngăn cản ta. Orm vừa trả lời thuộc hạ của mình, vừa đối phó một con Tren đang bay ra tấn công anh. Phập! Một lưỡi dao đâm xuyên qua cánh tay cầm vũ khí của Orm. Thì ra, chính là Hawkman thừa cơ anh không chú ý đã xuất ra một chiêu thức cực hiểm độc nhằm vô hiệu hóa Orm. Lại nữa, tên người chim này bám dai như đỉa vậy. Mặc kệ vết thương, Orm quay ra chiến đấu với cả Hawkman. Tuy bận tay chiến đấu với đối thủ, nhưng Orm vẫn không quên quan sát cục diện chiến trường hiện tại. Đám đồng minh của Hoàng huynh ta trông thật là vô kỷ luật, chả có đình đội ngũ gì cả. Đâu đó, trên chiến trường, anh đang làm cái quái gì vậy Firestorm? Biến nước thành hơi nước bạn ơi. Ông bạn đang che tầm nhìn bọn tôi và đang làm ra tân năng ngạt thở đấy. Tôi xin lỗi Black Canary, áo giáp và vũ khí của Atlantis là bằng vật chất hữu cơ, tôi không thể chuyển hóa hữu cơ nên. Firestorm đang cố thanh minh cho việc anh vô tình cản trở khả năng chiến đấu của đồng đội mình sau những lời trách móc từ Zatanna và Black Canary. Quả thực đúng là như vậy. Khác hẳn với cả đội quân Atlantis, tuy năng lực cá nhân kém hơn các siêu anh hùng trái đất, nhưng dưới sự chỉ huy của Orm cùng với việc được huấn luyện về chiến thuật bài bản và cùng với số lượng áp đảo nên dễ dàng chiếm được phần tiện nghi. Bỗng nhiên, Firestorm bị một luồng điện cực mạnh giật tung mình. Một tiếng hét từ xa vang lên. Chúng thần đã vào vị trí, thưa Đức Vua. Bom EDV-1 chuẩn bị nổ. EDV-2 cũng đã được đồng bộ hóa, chuẩn bị nổ. Quân Atlantis chuẩn bị lặn xuống. Ngay khi vỏ trái đất bị đứt, Boston thất thủ thì ta sẽ lệnh cho đại dương cuốn trôi tất cả ngay tức khắc. Tất cả hành động theo lệnh của ta. Vâng, thưa Đức Vua. Ok, bên trên chính là đoạn hội thoại giữa Orm và thuộc hạ của mình. Kế hoạch nhấn chìm mặt đất của Atlantis sắp thành công. Phải chăng trận chiến đã đi đến hồi kết? Nhưng không. Yeah! Justice League Assemble!
tưởng chừng như mặt đất sẽ bị nhấn chìm thì lúc này cổng dịch chuyển mở ra và Liên minh Công lý lại xuất hiện lần nữa. Vừa xuất hiện cái, các thành viên của Liên minh Công lý lập tức lao vào trận chiến Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, tả xung hữu đột phá tan vòng vây của quân Atlantis. Đội viện binh thì rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Liên minh Công lý. Trong lúc đó, Aquaman liền lao vào solo đường giữa với cả Om. Anh giáng một trượng vào Om với uy thế rất cương mãnh. Om giơ cây đinh ba của mình lên đỡ đòn. Hai cây đinh ba, một vàng, một bạc chạm vào nhau, tạo thành những trường lực rất mạnh tỏa sang hai bên. Sóng gào thét, gió hạt vàng, đất rung động. Tất cả các âm thanh đều hòa vào với nhau, tạo thành một bản hùng ca chiến tranh đầy bi tráng của hai hoàng tử Atlantis. Hai người con ưu tú của biển cả, hai huynh đệ vốn đã từng chung lý tưởng với nhau, nhưng giờ đây lại phải đánh nhau vì sự diệt vong của cả hai bên, đó là mặt đất và biển cả. Trong lúc đó, bộ não và đôi mắt của Liên minh Công lý là Batman và Cyborg đã phát hiện ra địa điểm của hai quả bom của quân Atlantis nằm ở hai phía đối diện nhau của thành phố Boston. Cùng quay lại với cả trận solo đứng giữa của Aquaman và Ocean Master, Aquaman tung một quyền vào mặt Om nhưng Om né được. Vừa né đòn, Om vừa nói: "Đệ không biết làm thế nào mà huynh thoát ra khỏi vùng nước tối được. Nhưng thực sự, đệ phải khen huynh đấy. Vừa trốn thoát được, lại còn điều khiển được lũ Tren nữa cơ đó." Nói xong, Om vung tay dùng thủy công phản đòn, rồi chẳng lại nói tiếp. Một phần trong đệ thấy rất vui vì huynh đã sống, nhưng đệ vẫn còn nghĩa vụ của mình với tư cách là một vị vua của Atlantis, là phải tiêu diệt kẻ thù của dân tộc. Và huynh, chính huynh là một trong số chúng. Aquaman lao ra ôm Om rồi hét: "Không phải do loài người bắn tên lửa vào Atlantis đâu Om. Vulko là thủ phạm đứng sau vụ việc này." Trong khi trận solo đang được đẩy cao, thì bên kia chiến trường, Batman đang cùng tụ họp với cả đội viện binh. "Tôi cần mọi người tìm giúp tôi một kẻ tên là Vulko. Anh muốn hắn sống hay chết?" Hawkman hỏi lại Batman sau lời đề nghị giúp đỡ, và câu chuyện của chúng ta lại xoay về phía Aquaman cùng với cả Om. "Vậy là cận vệ của huynh đã làm việc này là Vulko?" "Dối trá!" Sau khi nghe thú nhận từ Aquaman thì Om vẫn có vẻ không tin sự thật. Có vẻ sự tức giận của Om đã lên tới đỉnh điểm. Aquaman bay ra đẩy thẳng Om, đâm xuyên qua một chiếc xe tải và lao vào vách đá. Chàng hét lên cố thuyết phục em trai mình: "Nếu chúng ta cùng nhau khắc phục chuyện này, anh em ta có thể đẩy lui lũ Tren về đại dương. Đệ vẫn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Đệ vẫn là vị vua mà chúng ta luôn cần. Hãy lệnh quân cho quân lính Atlantis rút lui ngay tức khắc. Đừng coi đệ là một thằng ngu nữa." Dứt lời, Om giơ cây đinh ba ra phóng điện vào Aquaman. Trong lúc đó, Vulko đang đứng trên nóc một tòa nhà nhìn xuống cuộc hỗn loạn. Trong tay lão chính là cây đinh ba của Dead King. "Thôi nào Arthur, ngài còn chờ gì nữa?" Có vẻ bây giờ thì kế hoạch của Vulko đang được diễn ra theo như đúng ý lão. Vang vẳng ở dưới kia chính là giọng nói của Om đang nói với cả Aquaman. Ngay cả khi Vulko là thủ phạm thì hành động của lão cũng chỉ cho ta thấy được bản chất độc ác của lũ người mặt đất. Nó đã đầu độc tâm trí của hắn và của chính anh. Om lúc này phản công, phóng điện để lui Aquaman bay ra xa. "Cả đời này, đệ chỉ có mong muốn được cứu sống huynh thôi, Arthur ạ." Anh nói rồi túm lấy Aquaman ném ra xa. Vừa ném, Om vừa nói: "Khi đệ còn nhỏ, đệ đã được đọc những câu chuyện về sự khủng bố mà lũ phàm nhân đã gây ra cho chúng ta. Và khi đệ biết được mình có một người anh bị giam cầm ở trên đó, đệ đã khóc. Trong nhiều năm, đệ đã cầu xin đội cận vệ Atlantis đi cứu huynh và mang huynh về nhà. Nhưng họ luôn từ chối việc mang quân lên trên này. Và đó là lý do đầu tiên để đệ quyết tâm lên ngôi vua. Đệ đã xây dựng một đội quân Atlantis để có thể tự đi tìm huynh. Nhưng huynh đã tìm đến Atlantis trước. Đệ đã lại khóc vào ngày đó. Huynh biết vì sao không? Vì đệ yêu quý huynh như bất kỳ người đệ nào yêu quý người anh em của mình." Dứt lời, Om tích điện mạnh hơn và phóng điện vào Aquaman. Aquaman bị sốc điện ngay lập tức. Om lại nói tiếp: "Lòng trung thành của huynh đã thuộc về mặt đất. Huynh đã chọn thế giới này thay vì thế giới của chúng ta. Huynh đã phản bội lại anh em mình, mẹ mình và cả Atlantis nữa.
Theo lệnh ta, cho bom nổ. Orm liền ra lệnh kích hoạt hai quả bom. Tuy nhiên, quả bom thứ nhất đã bị vô hiệu hóa vì Atom đã chui vào bên trong phá hoại bảng mạch. Còn quả bom thứ hai thì đã được Superman và Wonder Woman ném lên trên không trung. Chứng kiến kế hoạch của mình bị phá hỏng, Orm tức giận sử dụng vương miện của mình triệu hồi sóng thần nhấn chìm Boston. Cơn sóng thần ập lên với một sức mạnh rất dữ dội. Bất ngờ, Mera tung người ra sử dụng thủy công để ngăn cơn sóng thần lại. Ngoài ra, Zatanna cũng sử dụng ma thuật để hỗ trợ Mera cản con sóng thần lại. Một bức trường lực được tạo ra cản sức mạnh từ cơn sóng thần. Ta cũng từng cảm thấy rất vui khi biết rằng mình cũng có một người em trai giống như cảm giác của đề vậy, Orm à. Để ta thấy rằng mình không cô đơn, Aquaman nói xong liền tung một chiếc xe thẳng vào Orm. Chiếc xe nát tanh bành trước cú va chạm. Ta vẫn cảm thấy cô đơn. Đó chính là cảm giác của một thủ lĩnh thứ thiệt. Đó là lý do mà ta không bao giờ muốn làm vua, Aquaman nói tiếp rồi tung một quyền cực mạnh với 10 thành công lực vào mặt Orm. Chiếc vương miện của Orm vỡ tan ngay lập tức. Orm gục xuống trước đòn đánh vừa rồi của Aquaman. Nhưng ta phải lấy nó. Thoái vị đi, hãy từ bỏ ngay vàng, Aquaman nói với Orm. Orm lồm cồm bò dậy nói, đệ xin thoái vị. Có lẽ Orm đã thua Aquaman một cách tâm phục khẩu phục và anh chấp nhận sự thật này. Cũng trong lúc này, Batman cùng một số siêu anh hùng khác đã tìm thấy Vulko. Quan Atlantis nhìn thấy Orm bị hạ gục liền hét lên, vua Orm đã bị hạ, mau giết Aquaman. Aquaman tức giận, các ngươi dám tấn công ta ư? Orm đã thoái vị rồi. Nói rồi, anh vung cây đinh ba chém bay đám Tren đang lao tới rồi anh hét lên, ta là vua của các ngươi. Giọng nói của Aquaman vang to lên trong đêm bão, gió, mưa, sét, biển, tất cả đều rung động lên như để phô lên phong thái và sức mạnh của anh. Dưới sức mạnh của Aquaman, đoàn quân Atlantis đều quỳ xuống trước vị vua mới của mình. Rồi Aquaman ra lệnh cho toàn quân Atlantis cùng các siêu anh hùng trái đất cùng nhau xông lên đánh lui đám Tren. Lúc này, Atlantis cùng với loài người lại cùng nhau hợp lực chống lại đám thủy quái. Tuy nhiên, lũ Tren càng ngày ập tới càng đông đảo. Một con Tren đánh lén Aquaman nhân lúc anh không chú ý. Nhưng Orm đã kịp lúc can thiệp cứu nguy cho Aquaman. Aquaman ngạc nhiên trước hành động của Orm. Orm nói, giờ thì huynh cũng là vua của đệ rồi, Hoàng huynh thân mến. Có thể thấy, Orm thực sự là một nhân vật rất tuyệt vời. Trước sự hung hãn và đông đảo của đám Tren, Vulko đã tự nguyện dâng cây đinh ba của Death King cho Aquaman. Tuy lão là chủ mưu của vụ việc, nhưng sâu trong thâm tâm lão chỉ muốn Aquaman lên làm vua. Tuy nhiên, những hành động của Vulko thực sự là hành động của tội ác khi đã kéo theo rất nhiều sinh mạng của người dân vô tội của cả hai thế giới. Aquaman sử dụng cây đinh ba ra lệnh cho lũ Tren quay về đại dương. Cuộc chiến kết thúc, Vulko bị mang về Atlantis xử tội, còn Orm thì bị mang về nhà tù Bell Reap để giam vì những hành động với người dân mặt đất của anh. Orm đã rất kinh hãi khi biết mình sẽ bị giam trong nhà tù mặt đất. Sau cuộc chiến, mọi thứ lại quay trở về hòa bình. Aquaman lúc này lên làm vua Atlantis. Tiến sĩ Sin thì đã được công nhận về những tuyên bố của mình về Atlantis. Loài người giờ đây đã biết được sự hiện diện của những người hàng xóm dưới đại dương của mình. Còn cây đinh ba hủy diệt của Death King giờ đây đã được Aquaman mang xuống đại dương cất giấu đi để tránh khỏi những âm mưu chiếm đoạt như Vulko đã từng làm. Ok, vậy là video đã kết thúc và đây cũng là video cuối cùng trong series Throne of Atlantis. Và mình rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong loạt video này. Mình là Trung, xin chào và hẹn gặp lại.